tục học về phần cuối cùng của bản kinh Phương Đăng. Học phần tiếp theo bản kinh Phương Đăng, mà trong đó thì Đức Phật dạy 38 cái pháp mà tạo ra công đức, tạo ra Phương Đăng. Nhất là cái đầu năm, nhất là cái vào cái dịp đầu năm thì mọi người là hay đi lễ bái để cầu xin, để cầu xin phước lành. Còn là Đức Phật thì dạy mình cách tạo ra phước lành, mình tự mình tạo ra phước lành thì còn phải đi cầu xin. Mình tạo ra phước rồi mình ước muốn một cái điều gì đó thì từ cái phước đấy nó là nhân và nó sẽ thành tinh được cái mà mình ước muốn, đấy là quả. Là phước này, và cái phước này này thì Đức Phật dạy là mình có thể tạo ra được ngay ở trong cái đời sống hiện tại, tạo ra các công đức, tạo ra phước này. Thì phần tiếp theo Đức Phật dạy tận tâm hành, phản hành, chi kiến tứ thành đế, thực chứng được niết bàn là phước này cao thượng. Vậy thì ở trong này thì có những cái phước này cao thượng, đó là sự tận tâm là một phước này, hành phạm hạnh là một phước này, là chi kiến tức là thấy được và bốn thánh đế là một phước này, và thực chứng được niết bàn là một phước này nữa. Vậy thì ở đây có bốn cái phước này cao thượng. Bốn cái phước này cao thượng thì tận tâm, phước này tận tâm, tận tâm hành phạm hạnh. Thì cái sự tận tâm là một là trong những cái phước này. Tận tâm là một cái sự nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, không phóng dật đối với sự thực hành giáo pháp. Khi mà mình làm cái việc gì mà làm với cái sự toàn tâm toàn ý của mình toàn tâm toàn ý làm một cái việc gì đó thì mình sẽ đạt được một cái kết quả rất là cao, bất cứ một cái việc gì vậy. Còn nếu như mà mình làm với một cái tâm hời hợt, với một cái tâm sơ sài, một cái tâm mà không có quan trọng, không làm hết sức, hết khả năng của mình, thì cái công việc đấy nó không có được cái kết quả tốt đâu. Vậy thì bây giờ muốn làm cái gì thì phải làm bằng cái sự tận tâm. Mà rất là những cái việc gì mà nó càng khó thì càng cần phải có, mình càng cần phải tập trung cái tinh thần rất là cao. Thì cái sự tập trung cái tinh thần ở một cái mức cao độ ấy thì được gọi là tận tâm. Và trong những cái việc khó, ví dụ như mình tạo được những cái phước lành thế gian, tuy là nó cũng khó nhưng nó không có khó bằng tạo những cái phước lành về giải thoát. Vì những cái phước lành mà để vượt ra khỏi thế gian nó rất là khó. Và với một cái người nào mà không có cái chí lớn, không có cái quyết tâm lớn, không có cái trí tuệ lớn thì không thể làm được. Và ở cái từ cái đoạn này đi thì Đức Phật dạy về cái phước này, về cái phước giải thoát. Cho nên là muốn thành tựu được cái phước giải thoát thì cần phải có cái sự chuyên tâm, cần phải có một cái sự cố gắng lớn, phải có sự tỉnh giác lớn, chánh niệm lớn, và không có dễ thôi, không phóng dật thì sẽ làm được. Vậy thì cái phước này nữa đó là tận tâm, và cái tận tâm này đi kèm với hành phạm hạnh, tức là tận tâm thực hành cái pháp phạm hạnh. Phạm hạnh là hạnh của những cái vị phạm thiên, nên là mình muốn nói là có các vị ở phạm thiên ở cái cõi trời sắc giới có những cái hạnh rất là thanh tịnh, hạnh rất là cao thượng, hạnh rất là cái hạnh rất là trong sạch. Đó là cái đời sống thanh tịnh không có ai dục, và cái đời sống chuyên tâm an trú ở trong các pháp thiền, đặc biệt là các cái pháp từ bi hỷ xả ở trong các vị phạm thiên ở cõi sắc giới. Thì cái các vị ấy sống bằng, nuôi sống bằng ý thức, thì nuôi sống bằng cái quả của cái tâm thiền. Thế là vì đó trước khi sinh về phạm thiên giới, vì đó có thể là ở cõi người hoặc là các cõi trời, vì đó phải thực hành đắc các pháp thiền định. Thì khi mà chúng đắc được các pháp thiền định thì đè nén được tất cả các cấu uế phiền não, và lúc đấy là mình đó tạo bằng cái nhân, đó là cái nhân thanh
tịnh. Sau khi thân hoại mạng chung, vị đấy sẽ sinh về cái cõi phạm thiên giới. Thì ở cái cõi phạm thiên giới đấy, cái tâm thanh tịnh hay nó trổ ra những cái quả rất là cao thượng, đó là cái quả rất là thanh tịnh. Đó là ở cái suốt một cái kiếp sống ở cái cõi đấy thì nó không khởi lên những phiền não tham sân si, vị phạm thiên rất là an vui như vậy. Và vị đó nuôi sống bằng cái tâm bằng cái tâm hỷ lạc do định nó sinh. Thế là bất cứ lúc nào vị đó cứ ăn chú ở trong định thì là vị đó sẽ cảm thấy cái thân tâm của mình nó tươi tỉnh. Cứ lúc nào vị đó mệt mỏi thì ăn chú vào định là nó tươi tỉnh trở lại, và vị đó nuôi sống bằng cái ý thức như vậy mà không cần ăn uống gì hết. Thì cái đời sống của vị phạm thiên là như thế, lúc nào cái tâm nó cũng thanh tịnh. Thì và cái hạnh đấy được Đức Phật tán thán, đó là hạnh phạm thiên. Vậy thì cái người nào ở cái cõi thế gian mà sống được với cái tâm thanh tịnh như thế được gọi là cái đời sống phạm hạnh, là thanh tịnh, cái đời sống thanh tịnh không nhiễm ái dục. Và cái người đấy chuyên tâm thực hành thiền định, tận tâm hành phạm hạnh, là nỗ lực phòng hộ các căn và thực hành thiền định xa lìa đời sống nhiễm ô của thế tục, thì đấy được gọi là tận tâm hành phạm hạnh. Nhưng người xuất gia thì lúc nào cũng là hành phạm hạnh. Cái hạnh của người xuất gia là phạm hạnh sẵn rồi. Vậy cái hạnh của người xuất gia là cái hạnh thanh tịnh, không có nhiễm dục trần. Và lấy cái phạm thiền làm cái nghiệp, làm cái tuệ nghiệp rồi, làm cái sự nghiệp rồi thì đó là sống đời phạm hạnh. Và cái người tại gia hành phạm hạnh thì là cứ thọ trì bát quan trai giới, tức là những cái ngày trai giới mà một cái người cư sĩ tại gia mà giữ tám giới cộng với hành thiền, tức là cái ngày hôm đấy vị đó vào ngày 8, 15, 23 và 30, một tháng 4 ngày là cái ngày phạm hạnh của người cư sĩ tại gia. Thì cái ngày hôm đấy vị người cư sĩ tại gia có thể đến chùa và mình thọ trì tam quy như ngày hôm nay là cái ngày trai giới này. Và cái người nào mà đã lúc sáng hay mà đã lên nơi xin giới rồi là mình kết hợp với mình ngồi thiền nữa, thì là cái ngày hôm nay là cái ngày hành phạm hạnh. Thì là cái hành phạm hạnh nó cũng là cái hạnh cao thượng của bậc thánh nhân, mình gieo cái nhân giải thoát. Thì đấy được gọi là cái hành phạm hạnh, mình phải tận tâm nỗ lực thực hành cái hạnh đấy. Thì mình sẽ gieo được cái nhân đi đến niết bàn để thoát sinh tử. Tại sao phải hành phạm hạnh? Phạm hạnh là một cái hạnh thanh tịnh, cái hạnh vì mình tâm mình có cấu uế, có nhiễm ô, có phiền não nên phải hành phạm hạnh. Hành phạm hạnh là để tẩy trừ các cấu uế, các ô nhiễm, các phiền não ra khỏi tâm. Sinh ra ở cái cõi dục giới này, cái tâm nó nhiễm ô rất là lớn. Những cái người nào mà mình có cái đời sống phạm hạnh một chút xíu thì mình sẽ tạo ra được những cái nhân, những cái tâm nó thanh tịnh. Cái tâm thanh tịnh đấy nó sẽ tịnh lại được cái nhân này, và mình hướng đến cái sự giải thoát. Hành phạm hạnh thì được những cái phước lành cao thượng, như nếu cái người nào thực hành sống cái đời phạm hạnh, cái đời thanh tịnh thì trải nghiệm được cái sự an lạc của tâm thanh tịnh, cái đời sống thanh tịnh, không hận, không sân, không có chạy theo tham dục ở thế gian. Và tương lai làm chú là hưởng sự an lạc của niết bàn. Nếu chưa thành tựu niết bàn thì ăn chú ở phạm thiên giới, và nếu không có chú với phạm thiên giới thì được hưởng phước lạc thù thắng ở cái cõi nhân thiên. Có thể là mình hành cái hạnh nhà phạm hạnh này, cái phước, cái công đức nó rất là lớn, nó rất là thù thắng. Có những người chỉ hành phạm hạnh trong một ngày một đêm cũng có thể đủ cái công đức để sinh về cõi thiên giới và hưởng phước báo trong 36 triệu năm ở cái cõi trời tam thập tam thiên được. Bởi vì cái công đức của cái đời sống của cái pháp hành phạm hạnh nó rất là lớn như vậy. Thậm chí có những vị chỉ hành phạm hạnh được nửa ngày thôi, không chưa đủ 24 giờ,
là vị cũng có đủ cái công đức để sinh về có thiên giới và hưởng phước báo trong một thời gian rất là dài được. Thì đó là cái trường hợp của một cái vị một cái người làm công cho ông Cấp Cô Độc. Thì cái gia đình ông Cấp Cô Độc là một cái gia đình Phật tử, cho nên là một tháng 4 ngày trai giới ông Cấp Cô Độc ông cho tất cả mọi người ở trong nhà nghỉ, không có ai đi làm lao động làm việc gì hết. Thì tất cả mọi người sẽ thọ 8 giới và ngồi thiền. Thì hôm đấy có cái người làm công người ta mới đến, người ta ông này không có biết hôm đấy là ngày giới, cho nên là sáng sớm ăn xong rồi ông đi làm, và trong rừng đi làm, hôm đấy không có ai đi làm, một mình ông đi làm, thì tối mới quay về. Quay về thì mọi ngày thì thấy mọi người thì đang xôn xao để chuẩn bị cái bữa ăn tối. Hôm đấy ông về ông thấy mọi người im lặng, không có ai là có một cái hoạt động gì, thì ông mới đến mới hỏi sao hôm nay không mọi người lại im lặng. Thì mọi người mới nói hôm nay là ngày trai giới, tất cả mọi người đều trong phạm hạnh. Ông hỏi trai giới là cái gì, nên mọi người mới giải thích cho nghe cái ý nghĩa của cái ngày trai giới là thọ trì 8 giới và chuyên tâm tu tập, thì hôm nay không có ai làm việc gì, và trong đó có cái giới không ăn phi thời, nên không ăn vào buổi tối, không xem, không nghe múa hát, không ca nhạc, không trang điểm, nên chỉ khác cái đời mọi ngày một chút xíu, nhưng mà chuyên tâm nỗ lực thu thúc để tu tập. Thế là cái ông này ông cũng bảo vậy thì ông xin thọ 8 giới, thế là ông Cấp Cô Độc truyền cho ông 8 giới. Thì đến đây hôm đấy ông này vì do không ăn tối nên ông bị phong hàn, bị đau bụng. Thế là mọi người thấy ông đau bụng, ngày cũng cháo không ăn, mà ông quyết định không ăn, mà tôi đã thọ giới là chết tôi cũng không có giữ, tôi phải giữ giới chứ tôi không có phạt. Thế nhưng mà về sau ngày cố tình cũng không ăn mà quyết tâm giữ giới cho đến gần sáng thì chết. Chết một cái thì ông sinh về cõi thiên giới luôn. Thì cái ông này thì ông ấy đã giữ giới được cái mức, đây được gọi là giữ giới ở mức bậc thượng. Nó có 3 mức độ mà có thể giữ giới hành phạm hạnh. Ví dụ mình giữ giới ở mức bậc thượng, đó là phát nguyện thà hôm nay có tổn hại đến tài sản, ta không phạm giới. Thì dù có mất mát tài sản cũng không có nguyên tiếc, mà biết tinh tâm giữ giới thì lúc đấy nó sẽ thành tựu được cái giới mức bậc thượng. Còn nếu mà một cái người nào mà hôm đấy mà mình giữ giới mà mình phát nguyện là nay thả có tổn hại đến thân thể, tức là dù mình có bị tổn thương đến cái thân thể này mà quyết tâm không có phạm giới, thì hôm đấy thành tựu được cái giới ở mức bậc trung. Còn cái người nào mà quyết tâm giữ giới ở cái mức độ là thả chết không có phạm giới thì nó sẽ thành tựu được cái giới ở cái mức bậc thượng. Thì cái mức bậc thượng thì cái giới, cái năng lực ấy nó rất là mạnh. Thì cái ông này ông ấy thành tựu được cái giới mức bậc thượng thì chính vì cái năng lực của cái hành động giữ giới nó rất là cao như vậy, cho nên ông chết một cái ông sinh ngay về cái cõi thiên giới, cõi trời tam thập tam thiên. Và cũng cái công đức của cái sự giữ giới chỉ trong nửa ngày thôi, từ đầu chiều cho đến đêm, cho đến quá nửa đêm, mà cái công đức đấy sẽ được hưởng cái phước báo của cái sự giữ giới đấy, là hưởng những cái phước lành ở cõi thiên giới trong 36 triệu năm, tức là cái tuổi thọ của cái vị chư thiên ở cõi trời đang đợi là 36 triệu năm. Thì trong suốt cái thời gian đấy thì mình đó hưởng cái phước lành của cái nửa ngày mình tu tập. Chính vì vậy cho nên là Đức Phật mới tán thán cái hạnh, cái đời sống phạm hạnh. Cho nên là một người cư sĩ đại gia dù bận rộn cái gì thì một tháng 4 ngày trai giới, có 2 ngày đại giới và 2 ngày tiểu giới. 2 ngày đại giới là ngày 10 rằm đến ngày 30, một ngày giữa tháng, ngày cuối tháng, ngày đại giới. Cái ngày hôm đấy thì dù có việc gì quan trọng mấy thì mình cũng phải gác lại để mà thọ trì 8 giới và tu tập và về thân khẩu ý thu thúc 6 căn tu một cái pháp môn thiền chỉ thiền quán. Thì cái ngày hôm đấy được gọi là mình đang tận tâm hành pháp hạnh. Thì cái ngày hôm đấy là hành một cách tận tâm, không phải hành hời hợt chơi chơi. Tận tâm nghĩa là hôm đấy mình phải nỗ lực giữ 8 giới đấy cho nó trọn vẹn. Ở 3 mức độ bậc thường, bậc trung hay bậc thượng hay đừng có đề phạm, thì cái giới nó mới thành tịnh. Và hôm đấy phải nỗ lực hành thiền
giữ chánh niệm tỉnh giác, hành niệm bậc để tạo cái công đức phước này. Và sau đó từ cái công đức phước này đấy mình ước nguyện việc gì thì nó thành thiện việc đấy. Mình ước nguyện là mình hưởng phước này có nhân gian, hay là phước này có thiện giới, hay là cái phước này giải thoát niết bàn. Thì tất cả những cái công đức của cái sự tu tập đấy nó sẽ là cái nhân và nó sẽ thôi thúc mình trong tương lai mình sẽ đạt được những điều mà mình ước muốn. Thì đấy là cái nhân thành phẩm hạnh. Hai ngày đại giới và hai ngày tiểu giới, cái tiểu giới là ngày 18 đến ngày 23 và đại giới là 15 đến ngày 30. Đấy là một tháng 4 ngày trai giới của người cư sĩ. Những người nào thực hành được như vậy là thành tựu được cái phước lành của cái đời sống pháp hạnh. Còn người xuất gia thì ngày nào cũng là đời sống pháp hạnh, ngày nào cũng phải tu thúc, ngày nào cũng phải tu tập. Đấy, cho nên là đi đến niết bàn sẽ nhanh hơn. Phương này tiếp theo là phương này chi kiến tứ thánh đế. Đây là phương này thấy được các sự thật, thấy được bốn sự thật. Chi kiến là tuệ chi được các sự thật. Tứ thánh đế là bốn chân lý, bốn sự thật cao. Đây là bốn cái sự thật mình cần phải thấy, bốn sự thật này mình cần phải tuệ chi bốn cái sự thật này. Nếu mà cái người nào mà giác ngộ được bốn cái sự thật này thì mới là cái người đấy là người giải thoát. Người nào mà chi kiến được tứ thánh đế cũng được gọi là bậc giác ngộ. Người nào giác ngộ là cái người chi kiến được tứ thánh đế. Nếu bây giờ có ai đó mà tự xưng là tôi là người ngộ đạo, thế thì hãy phải hỏi cái người đấy là tứ thánh đế là gì. Nếu vì đó mà tôi không biết về tứ thánh đế thì vì đó chỉ là ngộ nhận, chứ không phải ngộ đạo. Và để trong đạo một bậc được gọi là giác ngộ, là một bậc thấy được bốn thánh đế, tức là thấy được bốn sự thật, thấy được bốn chân lý. Chân lý là về khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế và đạo thánh đế. Bốn cái thánh đế đấy, nếu một người nào mà thấy thì là người đấy giác ngộ. Giác ngộ thì cũng đồng nghĩa với giải thoát. Một người giác ngộ cũng là người giải thoát cũng là giác ngộ. Vậy thì cái người đấy khổ thánh đế là người đấy phải biết là có thân, có tâm là có khổ. Người đó phải thấy được cái chân đế về cái thân năm uẩn, thấy được cái thân năm uẩn, thấy phải phân tích ra được cái gì là sắc, cái gì là thọ, cái gì là tưởng, cái gì là hành, cái gì là thức. Phải tuệ chi rõ ràng là được cái sắc uẩn là cái gì, có bao nhiêu sắc uẩn, thọ là cái gì, bao nhiêu thọ, tưởng là cái gì, hành là cái gì, thức là cái gì. Đấy được gọi là tuệ chi được cái thân năm uẩn ấy. Thì là người đấy là giác ngộ được khổ tập thánh đế. Khổ thánh đế, tập thánh đế là phải thấy ra được những cái nhân sinh ra khổ, các cái vô minh phiền não tham ái chấp thủ, đó là những cái phiền não bị nó phải thấy ra được. Diệt thánh đế là thấy được cái tính chất diệt trừ của phiền não, cái sự diệt tận của năm uẩn. Đạo thánh đế là thấy ra được cái sự thực hành chánh đạo sẽ đi đến diệt trừ phiền não. Vì đó tuệ chi kiến tứ thánh đế, chi kiến tứ thánh đế là bốn sự thật bằng cái trí tuệ giác ngộ. Thế thì cái sự chi kiến tứ thánh đế này không phải là thấy được bằng cái sự mình học và học bằng lý thuyết, mà chi kiến tứ thánh đế phải thấy được bằng cái tư duy thiền quán. Tức là cái người đấy là một cái người chi kiến tứ thánh đế này có thể là bằng văn tuệ, bằng tư tuệ hay bằng tu tuệ. Nhưng biết là cái vị đó phải tuệ chi, phải bằng cái trí tuệ giác ngộ được các sự thật này. Như khi mà Đức Phật còn tại thế, Đức Phật có thể thuyết giảng giáo pháp, và những cái thính chúng là những người nghe pháp mà hiểu ra được các sự thật. Đức Phật tuyên thuyết các sự thật, và những cái hành giả mà có thể giác ngộ được các sự thật thì cái vị đó sẽ giác ngộ được bốn sự thật và tứ thánh đế đấy. Thế thì cái đầu tiên mà Đức Phật thuyết giảng giáo pháp thì Đức Phật phải lần lượt, tức là tuần tự giảng pháp. Đầu tiên nếu như mà một cái người mà người ta
sơ cơ cái người đấy chưa có cái sự am hiểu về pháp ấy, thì cái việc đầu tiên là phải làm cho cái người đó khởi lên một cái đức tin đó. Tức là cái người đấy phải có cái niềm tin về nghiệp và quả của nghiệp trước tiên, nếu cái người muốn giác ngộ được bốn sự thật. Nếu mà một cái người mà còn chưa có cái niềm tin về nghiệp và quả của nghiệp, hay là chưa có cái niềm tin về nhân quả, cái người đó còn có những cái hoài nghi là ta có mặt hay không có mặt ở trong quá khứ, tức là vì nó còn hoài nghi là ta có cái đời quá khứ không, ta có cái đời ở tương lai không, hay là làm việc thiện thì sẽ được cái gì, làm việc ác thì sẽ phải chịu cái gì. Nhưng vì đó vẫn không có cái niềm tin đấy, tức là vì đó còn có cái nghi ngờ mà không biết là có kiếp quá khứ hay không, không biết có kiếp tương lai hay không, không biết làm việc thiện có được cái phước báo an lành, hay là làm cái việc ác có chịu cái quả báo khổ đau gì không. Thì cái vị đó mà còn nghi ngờ điều này thì không giác ngộ được từ thanh định. Cho nên là cái việc đầu tiên là Đức Phật phải giảng về cái nghiệp, về nghiệp và quả của nghiệp, để cho cái người đó phải có đủ được cái niềm tin. Cho nên là Đức Phật hay giảng về các cõi, các cái cảnh giới khác. Ngoài cái cõi người này ra còn có nhiều cái cõi sống khác. Ví dụ như là có những chúng sinh tạo ác nghiệp, sau khi chết phải đọa xuống các cõi khổ như địa ngục, súc sinh hay là ngạ quỷ, tu na. Còn những cái chúng sinh nào khi còn sống mà tạo được những cái thiện nghiệp về thân khẩu ý, thì sau khi chết được sinh về những cái cõi lành như là cõi thiên giới, hay là cõi nhân gian này, hay là ở cái cõi người này có những chúng sinh thọ khổ, có chúng sinh thọ nạn, có những chúng sinh hạnh phúc, có những chúng sinh thì khổ đau. Đấy là do những cái nghiệp và bất nghiệp thiện và bất thiện mà do họ đã tạo. Thế thì một cái người để đạt được đến cái sự giác ngộ được các sự thật, đầu tiên vì đó phải khởi lên được cái niềm tin, niềm tin có cái tri kiến, tức có được cái chánh kiến đã, có được cái chánh kiến hiểu đúng về sự thật này đã. Sau đó thì vì đó phải có một cái kinh cảm, tức là vì đó phải có cái kinh cảm về cái nỗi khổ ở trong sinh tử, vì đó phải thấy được rằng là cái dòng luân hồi sinh tử này thật đáng sợ. Sau đó vì đó phải khởi lên một cái tâm nhàm chán cái chuỗi sinh tử tiếp diễn từ đời này sang đời khác. Nếu mà những cái tâm đấy nó phải khởi lên, vì đó phải nhàm chán những cái dục lạc thế gian, nhàm chán ngũ dục, sắc thanh hương vị xúc, đó là những cái dục mà nó làm cho nó trói, nó là cái sợi dây trói buộc con người. Thì cái vị đó mà nhàm chán được cũng có nghĩa là vị đó giúp mình ra được khỏi cái sợi dây trói buộc này, trói buộc cái trong sinh tử rồi. Sau đó vị đó phải gửi lên cái ước muốn được giải thoát. Thì khi mà vị đó tuần tự khởi được những cái tâm như vậy, là cái tâm nó đã trở nên nhu nhuyễn thuần thục rồi, thì lúc đấy Đức Phật mới tuyên thuyết các sự thật, tuyên thuyết về bốn sự thật: Bồ Đề, Tập Đề, Diệt Đề và Đạm Đề. Và nếu một cái người nào có đủ ba la mật, sau khi mà nghe giảng về bốn sự thật, vị đấy có thể ngay ở cái chỗ ngồi và giác ngộ được giáo pháp, và vị đó tuệ tri được bốn thánh đế này, vị đó liền thấy được khổ đế, là phân tích được thanh sắc hay là năm uẩn đấy, và thấy được cái tính sinh diệt của nó. Sắc uẩn này nó có tính sinh lên và diệt đi, tức là những cái gì nó thuộc về vật chất ở trong cơ thể mình, tóc lông móng răng da thịt thương xương tủy thận tim gan não hay phổi ruột màng, thì những cái đấy nó có cái tính cứng, tính mềm, tính nặng, tính nhẹ, nó thuộc về đất, có mật đàm, mủ máu, mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước cơm, xương, nước tiểu, những cái đấy nó thuộc về nước. Có cái hơi nóng, hơi lạnh ở trong người có thuộc về lửa, có cái đẩy và cái có cái lực đẩy ở, nó ở trong tứ chi, hay là có cái hơi thở vào ra, hay là có cái gió ở trong bụng, trong ruột mình nhé, gió ở khắp cơ thể mình, gió đi lên đi xuống ấy. Thì đấy nó là phong đại, thì đấy tất cả tứ đại đất nước lửa gió được gọi là sắc uẩn. Sắc nó có tính sinh lên và diệt đi, cho nên là nó không phải là ta, phải của ta, phải tự ngã của ta. Khi mà mình thấy được như thế rồi, mình mới nhảy, mới buông bỏ được cái tham ái, cái chấp thủ vào cái sắc này. Rồi sau đó phải thấy được cái thọ,
cái cảm thọ vui buồn này. Lúc thì mình vui, lúc thì buồn, lúc thì dừng dưng không vui không buồn, đấy là về tâm. Còn về thân mình thì có lúc thì nó an lạc, có lúc nó khổ sở, đấy là những cảm thọ về thân. Thì những cái cảm thọ đấy nó chỉ là cảm thọ, thọ nó chỉ là cảm thọ, nó không có cái ta ở trong thọ, nó không có cái thọ ở trong ta. Nó giống như sắc, sắc nó chỉ là sắc, nó là tứ đại, là đất nước lửa gió, nó không có cái ta ở trong cái đất nước lửa gió đấy, nó không có cái đất nước lửa gió đấy, nó không phải là ta. Nhưng mà chẳng qua từ trước giờ mình bị vô minh che lấp, mình bị nhận cái không phải là mình, là của mình. Đất nước lửa gió nó là đất nước lửa gió, đâu phải là mình, cho mình để nhận nó là mình. Vì cái tham ái, cái chấp thủ đó thì nó là sợi dây trói buộc, nó khiến cho mình bị chìm đắm trong sinh tử và che mất cái trí tuệ giác ngộ này. Bây giờ nhận thức ra như thế thì nó giải thoát. Thọ nó chỉ là thọ, nó không phải là ta, ta không phải là thọ. Vui nó mặc kệ nó, buồn mặc kệ nó, không vui không buồn mặc kệ nó. Tưởng vậy, những cái tư tưởng của mình ấy, nó chỉ là tưởng thôi. Tưởng nó không phải là ta, ta không phải là tưởng. Đấy, mình thì mình phải buông bỏ được những cái tham ái mà mình cố chấp ở đây. Hành là những cái hành động tạo tác. Đấy, mình làm này làm kia thì đấy nó chỉ là hành động. Nó chỉ là các hành động, chứ mình không phải là có cái ta đang làm hay ta làm cái kia. Thì đó là giác ngộ về hành thức, nó chỉ là cái nhận biết thôi. Mình biết cái này, biết cái kia. Mình học rộng thì biết nhiều, mà người mà học ít thì biết ít. Đi nhiều nơi thì biết nhiều thứ, không đi đâu thì chẳng biết cái gì. Nhưng biết nó chỉ là biết, nó không phải là có cái ta ở đấy, nó chỉ là cái biết. Nên là trong cái thấy chỉ là cái thấy, không có cái ta thấy ở đấy. Trong cái nghe chỉ là cái nghe, không có cái ta nghe ở đấy. Thế thì một cái người mà phá vỡ ra được những cái sự thật về cái thân năm uẩn là thế, là cái vị đó không có chấp trước vào năm uẩn nữa, thì vị đó mới giác ngộ đã được tuệ chi, được khổ đế là vậy. Nên khi nào mình thấy được những cái điều đó thì mới là cái người tuệ chi được khổ đế, tuệ chi được khổ tập, tuệ chi khổ tập là phân tích được nhân duyên và thấy sự vô thường của vô ngã của cái nhân và quả. Vậy thì khi nào vị đó phải tuệ chi được tại sao ta có cái danh sắc này, tại sao ta có cái thân năm uẩn này, thì vị đó phải thấy được tại vì ta có sinh ra nên là mới có cái thân năm uẩn, tại sao này có cái thân này thì vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm này nhiều hơn, có cái thân này có sầu bi khổ ưu não này, thì là do có tái sinh. Thì tại sao lại có tái sinh, thì vì nó phải đi tìm được cái nguyên nhân tại sao mình nó tái sinh. Thì bằng cái trí tuệ của mình, vì nó phải thấy được cái nghiệp hữu ở trong quá khứ, chính cái nghiệp ấy, cái nghiệp mà mình đã tạo ấy, nó để lại cái năng lực đi tái sinh, đấy được gọi là nghiệp hữu. Cho nên là do có nghiệp hữu nên có tái sinh. Sao mình lại không tái sinh về cái cõi trời tái sinh để làm người? Do cái lúc mình tạo nghiệp, mình có cái tham ái trở lại làm người, cho nên nó sinh làm người. Chứ mình cũng cái tạo nghiệp đấy, nhưng mà mình mà tham ái với cõi thiên giới thì mình đã sinh thiên giới. Mà tại sao mình lại sinh làm đàn ông, mà tại sao sinh làm người nữ? Là do cái lúc mình tạo nghiệp đấy, cái tâm của mình có tham ái dính mắc với cái thân người nam thì sinh làm người nam, mình có cái ưa thích với cái thân người nữ thì sinh làm người nữ. Nó có cái sự cái người mà tuệ chi ra được cái nhân của khổ là cái người tuệ chi ra được cái pháp duyên khởi như vậy. Tại sao lại vì nó lại có nghiệp hữu, là do vì nó có cái chấp thủ, bởi vì vì nó có cái chấp thủ. Ví dụ như mình ưa thích trở lại cái chấp thủ, tức là một cái mà mình ưa thích mình nặng, tức là cái tâm của mình nó tham ái sâu nặng với một cái gì đó thì được gọi là chấp thủ. Thì vì mình có chấp thủ với cái kiếp sống làm người, cho nên là cái nghiệp ấy nó mới khuynh hướng sinh ra làm người. Thì đấy là do chấp thủ cho nên nó có nghiệp hữu. Tại sao có chấp thủ? Là do có tham ái, tức là mình có tham ái tức là mình còn tham ái với thân năm uẩn, tham ái đối với năm dục này, tham ái để được sinh ra, được hưởng những cái phước
lành, như là sống lâu mạnh khỏe, ăn vui sắc đẹp này, hay là mình tham ái hưởng thụ những cái sắc thanh hương vị xúc này, thì những cái tham ái nó mạnh quá, nó trở thành chấp thủ, cho nên chấp thủ nó mới khiến tạo ra cái nghiệp và quỳnh vương sinh trường đạo. Thì tại sao lại có tham ái? Tham ái nó sinh ra từ đâu? Là do có cái cảm thọ, có cái cảm thọ vui buồn này. Thế nên mình cứ nghĩ là sinh làm người thì được vui, mình cứ ưa thích những cái cảm thọ. Nên là một cái người bây giờ mình có tham ái với những cái cảm thọ rất là lớn, ví dụ như là mình luôn luôn phải đi tìm những cái sự an lạc cho cái thân này. Đấy là tham ái với cảm thọ về lạc thọ. Mình luôn luôn phải tìm kiếm những cái niềm vui, mình có thể bỏ ra rất là nhiều cái tài sản vật chất để mua vui, thì đấy nó cũng là mình tham ái, tham ái với những cái cảm thọ. Và mình luôn luôn sợ, sợ những cái nỗi buồn phiền, sợ những cái mình không như ý, thì đấy là mình tham ái, cho nên là mình sinh ra những cái ưa thích. Thì từ cái cảm thọ nó sinh ra tham ái. Tại sao có cảm thọ? Là bởi vì có sáu căn sáu trần, mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó ưa thích với sắc thanh hương vị xúc, thì đấy nó là sáu xứ. Tại sao nó lại có cảm thọ? Là do có xúc, xúc do sáu căn nó tiếp xúc với sáu trần. Rồi cứ đi tìm ngược về quá khứ như vậy, tại sao lại có sáu căn? Là do có danh sắc. Tại sao có danh sắc? Là do mình có thức. Tại sao có thức? Là do có những cái hành động tạo tác. Tại sao có hành động tạo tác? Là do vô minh. Thì cái nhân cuối cùng ấy là chính là vô minh. Vô minh là cái gì? Tức là vô minh là cái hiểu sai sự thật. Vậy thì cái nguyên nhân mà một cái chúng sinh bị cuốn vào cái dòng sinh tử không giải thoát ra được, chính là cái sự hiểu sai. Hiểu sai cái gì? Hiểu sai cái mà tức là những cái gì nó vô thường giả tạo, nhưng mà mình lại không thấy được cái vô thường giả tạo, mình tưởng nó là thường. Ví dụ như là cái thân và cái tâm con người, nó là cái vô thường giả tạo, nó sinh ra nó sẽ diệt, và nó sinh diệt liên tục, và sinh diệt trong từng sát na, nhưng mà mình không thấy được cái tính sinh diệt đấy, và mình cứ nghĩ là nó tồn tại, nó đang tồn tại, nó đã tồn tại, nó đang tồn tại và nó sẽ tồn tại. Thì tính cái sự chấp hiểu sai đấy là vô minh. Cái khổ mà mình lại tưởng là vui, có sinh ra thì có già chết sầu bi khổ ưu não, nhưng mà mình lại cứ nghĩ là sinh ra là hạnh phúc, là an vui, là tốt đẹp. Cho nên là một cái người mà sinh ra thì người ta hay happy birthday, người ta chúc mừng sinh nhật, tức là người ta rất là vui mừng, thích thú với cái sự sinh ra ở trên đời. Thì cái sự sinh là một cái bắt đầu cho một cái nỗi khổ. Có sinh thì sẽ có già, có bệnh, có chết, nhưng mà mình một cái người bình thường mình không thấy được cái khổ ở trong cái vui đấy, mình chỉ thấy được cái vui. Thì cái người mà có cái sự ngộ nhận cái khổ mà lại cho là vui, thì đấy là một cái sự hiểu sai. Những cái nó không phải là mình mà mình lại tưởng là của ta. Ví dụ cái thân này nó không phải của ta mà mình lại nghĩ đây là ta. Cái tứ đại này, tóc lông móng răng da này, nó không phải là mình mà mình lại nghĩ đây là tôi. Thì cái đấy là hiểu sai, đấy là vô minh. Thì những cái vô minh đấy, hiểu sai thì thật, hay những cái mà nó bất tịnh mà mình lại tưởng nó là tịnh. Ví dụ cái thân này hôi thối nhưng mình cứ nghĩ nó là thơm tho. Rồi tất cả những cái vật chất khác thì nó có cái tính chất bất tịnh của nó, nhưng mà mình lại cứ nghĩ nó là đẹp. Thì tất cả mọi thứ như thế. Thì cái người mà vô minh đã hiểu một cách điên đảo, tức là cái bản chất sự thật của mọi thứ nó là vô thường, và mình lại nghĩ nó là thường. Có thân năm buồn này là khổ, mình nghĩ là vui. Rồi là cái không phải ta, mình nghĩ đây là ta. Rồi là những cái bất tịnh ô uế thì mình lại nghĩ nó là thanh tịnh. Thì chính vì đấy, cái những cái đấy nó tạo thành là cái vô minh tà kiến, cho nên nó khiến cho mình đi tạo tác. Vô minh sinh thành rồi là do mình có tạo tác thì có cái thức đi tục sinh.
rồi là những cái thức mà nó sinh trong cái cuộc sống hàng ngày này thì nó là cái nhân để nó tạo ra cái quả của tương lai. Cái những cái thức ở quá khứ nó là những cái hành động ở trong quá khứ thì nó là nhân để tạo ra những cái quả hiện tại này, và cứ như thế cái chuỗi sinh tử nó cứ nối tiếp từ đời này sang đời khác. Thì một cái người mà mình tuệ tri được từ từ cái cội nguồn, từ cái nguyên nhân, từ cái gốc rễ của cái dòng dòng sinh tử thì cái người đấy được gọi là tuệ tri được khổ tập, là mình tuệ tri được cái nhân sinh ra khổ, phân tích được nhân duyên, thấy được sự vô thường của vô ngã trên nhân duyên. Cho nên khi nào mình thấy được cái sự vô minh nó diệt thì hành diệt thì sự diệt, cho đến khi nào mà sinh già bệnh chết sầu bi khổ y não diệt ấy, thì là lúc đấy mình là tuệ tri được khổ tập, tức là tuệ tri được cái nhân sinh ra khổ, là giác ngộ cái chân lý thứ hai. Cái người mà tuệ tri khổ diệt là cái trí tuệ thể nhập với vô thường khổ vô ngã, do mình thấy ra được cái sự thật là tất cả các pháp kinh vi nó luôn luôn có cái tính sinh diệt là vô thường, nó luôn luôn khổ, nó luôn luôn là vô ngã, hay là mình thấy nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta nữa, thì lúc đấy mình tuệ tri được diệt đế, cũng là mình thấy được niết bàn tịnh diệt và tuệ tri đạo đế, là trí tuệ kinh cảm với sự sinh diệt của cái các pháp kinh vi hay là danh sắc nhàm chán và viễn ni ni tham đoạn diệt, từ bỏ tham ái chấp thủ đối với danh sắc thì nó là đạo đế. Thì cái người mà giác ngộ ra được chân lý từ thanh đế thì đây là một cái phước lành cao thượng của cái người giác ngộ này. Mà để mà giác ngộ được chân lý từ thanh đế này thì thường thường với một cái người bình thường thì phải thực hành một cái pháp thiền tuệ và phải trải qua các cái mức tuệ từ thấp đến cao, tức là phải thực hành tuần tự. Với người mà chưa đủ ba la mật thì phải thực hành tuần tự như thế. Còn như thời Đức Phật thì Đức Phật giảng pháp, và những người nào đủ ba la mật sau khi nghe pháp và cái vị đó thâm nhập được pháp, vị đó thể nhập với pháp và vị đó có thể giác ngộ được pháp ngay ngay tại chỗ ngồi. Nhưng mà với cái người nào mà chưa đủ ba la mật thì cái vị đó cần phải thực hành pháp và phải tu tập một cách tuần tự. Thì nó có nhiều hạng người, có người chỉ nghe một bài kệ bốn câu cũng đủ giác ngộ, có người nghe hết một bài pháp thì có thể giác ngộ, nhưng mà có người phải thực hành thiền chỉ quán và vì đó nỗ lực thực hành thì đó có thể giác ngộ được trong một cái thời gian có thể là một ngày hoặc là 7 ngày 7 đêm hoặc là 7 tháng hoặc là 7 năm. Nếu vì đó nỗ lực thì vì đó có thể thành tín được sự giác ngộ trong cái kiếp sống này. Còn nếu như cái vị đấy mà chưa đủ ba la mật thì nó có thể nỗ lực thực hành ở kiếp sống này và vì đó sẽ giác ngộ được sự thật ở trong kiếp sống tương lai. Vì đó nếu với một cái người mà phải thực hành quần tự thì vì đó phải phân biệt danh sắc, tức là phải thực hành thiền tuệ, dùng cái ánh sáng, cái năng lực ánh sáng trí tuệ đó, vì đó phải quán được, phân biệt phân tích ra được danh sắc, phải phân tích ra được cái nhân duyên, tức là 12 nhân duyên, phải thấy được tính vô thường khổ vô ngã trên danh sắc đấy, được gọi là thẩm sát tam tướng. Vì đó phải thấy được sự sinh diệt, tuệ chi sự cái tính sinh và diệt của danh sắc, thấy sự hủy hoại của danh sắc, thấy sự tan hoại của danh sắc, thấy và cái kinh cảm, tức là và cái kinh sợ, kinh cảm giống như là bây giờ mọi người đang kinh cảm cái dịch virus corona. Nghe thì cái dịch đấy có kinh cảm sợ chết không? Thì cái đấy được gọi là kinh cảm. Nên cái người mà thực hành thiền tuệ ấy, đến một lúc nào đó mình kinh cảm cái thân năm uẩn này như vậy thì là nó sẽ đi đến giải thoát rất là nhanh. Kinh cảm ở đây là kinh cảm nhàm chán với cái thân năm uẩn này. Nên là bây giờ một cái người nào mình cứ thấy những người xung quanh mình chết mà mình muốn nghĩ là mình thức tỉnh ra, mình nghĩ một ngày nào đó mình cũng chết và mình cảm thấy kinh cảm, cảm thấy đáng sợ, hay là mình thấy những cái người nào người ta đi đường người ta bị tai nạn và mình cảm thấy sợ, sợ cái nỗi sợ đấy được gọi là kinh cảm. Thì mình có sợ vậy thì mình biết tránh, làm sao mình thận trọng, mình cẩn thận. Thì bây giờ
ta tuyên truyền về cái dịch cúm để cho mình kinh cảm, mình sợ mình thận trọng đi đâu, phải đeo khẩu trang, không dám tiếp xúc với người bệnh, thế là mình sẽ tránh được bệnh. Thế còn cái người mà kinh cảm trong cái pháp thiền này thì nó dẫn đến cái gì? Kinh cảm ở đây là cái từ trước đến giờ mình tham ái với một cái rất là xấu xa, mình ưa thích một cái rất là tai hại, đó là mình ưa thích năm nguồn của mình, năm nguồn bên trong, năm nguồn bên ngoài, trong tâm của mình rất ít khi nó rời ra khỏi cái tham ái đối với năm nguồn. Và bây giờ cái người hành thiền tuệ mình thấy cái tính sinh diệt của nó rất là mạnh, trong thân tâm mình vẫn nó sinh diệt, không có lúc nào nó ngừng nghỉ. Nhưng mà cái người không có cái tuệ giác mình không thấy điều đó, cho nên mình cứ nghĩ là nó còn tồn tại lắm, nó còn sống lâu lắm, nó còn trường tồn lắm, nó còn ăn vui lắm. Mình chỉ nghĩ đến những cái chuyện hưởng thụ của bà chăm sóc cho nó. Còn nếu người mà có trí tuệ kinh cảm là mình thấy được cái tính sinh diệt của nó, thấy được cái tính mình không thể, nó không phải là cái mình nương tựa, phải là cái mình tham ái chấp trước được, thấy được cái nguy hại của nó, thế nên đấy được gọi là kinh cảm. Từ cái kinh cảm nó sinh ra nhàm chán, nhàm chán thì trước kia thì đã yêu thích và bây giờ nó trở thành nhàm chán, trước kia là tham ái chấp thủ và bây giờ nó trở thành nhàm chán và muốn được giải thoát, muốn từ bỏ. Tuệ giải thoát, tuệ sẵn sàng buông bỏ, tuệ dừng đối với cái hành động này. Như là bây giờ mình muốn từ bỏ một cái gì đó rồi thì mình dừng chân, mình không còn ưa thích cái đó nữa. Nhưng bây giờ mình có đôi dép mà nó bị rách, thì bây giờ mình nhìn cái đó còn ưa thích, còn yêu nữa. Lúc mới mua về thì chăm chút chạy, đến lúc nào mình cũng cần phải lau, phải để ở cái chỗ sang trọng, đẹp đẽ, cẩn thận, thứ gì. Mà đến lúc mà nó bị hư hoại rồi, mà sắp sửa vứt đi rồi thì dường như nó nằm đâu cũng được, cho tha đâu cũng được, không quan trọng. Thì cái lúc đấy là cái lúc mà mình dừng dưng rồi, vì mình muốn buông bỏ nó rồi mà, không quan trọng nữa. Thì đối với lúc đấy là mình dừng dưng đối với danh sắc, tức là mình không còn tham ái, không ưa thích nữa, không tham ái nữa, tức là mình soi gương này, mình thấy mình đẹp cũng mặc kệ nó, xấu mặc kệ nó. Còn cái lúc mà mình còn tham ái thì nó chăm chuốt mà nó chiều chuộng và nó chăm sóc cho cái năm uẩn này rất là kỹ lưỡng. Nhưng mà đến cái khi mà nó đã nhàm chán rồi, nó muốn buông bỏ, nó muốn giải thoát rồi thì thấy nó bình thường. Mình chỉ có thấy cái tính vô thường, khổ, vô ngã của nó. Cho nên là nó không còn cái sự yêu ghét ở trong đấy nữa. Không yêu thì cũng không ghét. Cái gì mà mình có yêu thì mình sẽ có ghét, còn cái gì mà mình không yêu thì mình sẽ không ghét. Tức là nó sẽ trở thành cái rừng rừng. Rồi làm nó khởi lên cái tâm muốn giải thoát, muốn buông bỏ. Rồi sau đó nó mới bước đến cái tuệ, là bước vào dòng thánh, còn là tuệ chuyển tộc, chuyển từ phàm sang thánh. Thế thì cái dòng cái nội tâm giác ngộ nó thế. Nên bây giờ một cái người mà si mê thì nó hoàn toàn ngược lại, đó là mình thấy cái thân nam uẩn này là thường là ngã tính, cho nên là mình tham ái, mình mê say, tham đắm, chấp thủ và khởi lên cái sự sầu bi khổ ưu não nếu mình không được thỏa mãn. Còn với cái tâm đi đến sự giác ngộ, đó là do mình thấy được cái sự tính vô thường, cái tính khổ vô ngã, sinh được cái sự sinh diệt, được cái sự tam hoại, cho nên là sinh ra cái sự kinh sợ, nhàm chán, muốn giải thoát, muốn buông bỏ, rồi mình dựng dưng tự tại, và sau đó khởi lên cái tâm muốn giải thoát, rồi là mình sẽ từ cái sẵn sàng buông bỏ cái tham ái chấp thủ, tức là cái tâm mà nó sẵn sàng buông bỏ, nó cái gọi là khởi hành của cái sự giải thoát là đã quyết định đấy. Lúc đấy là cái tâm quyết định buông bỏ tham ái, buông bỏ cái chấp thủ, thì nó sẽ, thì cái người buông bỏ được là cái người đấy sẽ bước vào một cái dòng thánh, một thánh giải thoát được gọi là tuệ chuyển tộc, và sau đó là tuệ đạo, diệt trừ các phiền đạo, diệt trừ luôn cái tà kiến, diệt trừ luôn cái đầu tiên mà nó diệt trừ đó chính là cái diệt trừ cái thân kiến.
tức là cái tà kiến mà mình hiểu sai về thân là buồn. Thì lúc đấy kể từ lúc đấy mà đi, từ lúc mà có cái tuệ đạo nó khởi lên là vị đó có chánh kiến. Cái chánh kiến đấy không bao giờ mất nữa, nó thể nhập. Cái chánh kiến đấy nó thể nhập với trí tuệ, hay là cái trí tuệ của vị đó thể nhập với cái sự hiểu biết chân chánh. Cái sự hiểu biết chân chánh, vị đó luôn luôn biết rằng là thân này là thứ đạo, thọ tưởng hành thức này là vô thường giả tạm, hay là năm uẩn này không phải là ta, phải của ta, phải tự ngã của ta, hay là năm uẩn này nó là vô thường giả tạm này, sinh diệt này, nó là khổ, nó là vô ngã, nó là bất tịnh, thì nó thể nhập cái trạng thái đấy. Và về đó tẩy trừ luôn phiền não đấy, các cái phiền não tà kiến không còn hoài nghi, tẩy trừ luôn cái hoài nghi. Nghi là ví dụ vì đó không bao giờ còn nghi ngờ về cái dòng sinh tử nữa, vì đó có cái niềm tin tuyệt đối rằng là có đời quá khứ, có đời hiện tại, có đời tương lai, có cái nghiệp thiện và có cái nghiệp bất thiện, có cái quả của nghiệp thiện và có quả của nghiệp bất thiện. Vì đó tin tuyệt đối như thế, cho nên là cái người đấy có niềm tin như vậy, vì đó không bao giờ tạo tội lỗi để đi đến an đạo đấy. Như từ phiền não vì đó an trú ở niết bàn, và vị đó thấy rõ cái sự chứng đạo của mình. Cái tuệ cuối cùng được gọi là cái tuệ đó thấy rõ cái sự chứng đạo của mình, được gọi là tuệ phản khai. Vậy thì một cái người ngộ đạo, cái người đấy phải biết rõ mình ngộ đạo, chứ không có người ngộ đạo nào mà lại mơ hồ hình như mình ngộ đạo. Còn cái chữ hình như là chưa ngộ đạo. Còn cái người ngộ đạo thì biết rõ mình đã ngộ đạo, và thì đấy biết thì đấy được gọi là cái vị đó đi đến giác ngộ của đúng sự thật. Chi kiến tứ thánh đế thì được bước vào cái dòng thánh cao thượng, như là vị ấy vĩnh viễn không đọa vào ác đạo nữa. Từ khi mà chi kiến được bốn thánh đế thì cái nghiệp đưa đến ác đạo được đoạn trừ, không bao giờ đưa vào ác đạo, không bao giờ vị đó có thể sinh vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh Atuna. Có thể là trước khi vị đó chưa ngộ đạo, vị đó đã từng tạo ác nghiệp, như là tướng cướp Angulimana. Trước khi ngộ đạo, vị đó giết tới 999 người, tạo một cái ác nghiệp rất là lớn. Nhưng mà sau đó khi mà gặp được Đức Phật, Đức Phật cảm hóa cho vị đó về tu tập, cũng chỉ trong một thời gian rất là ngắn, vị đó đã ngộ được đạo, thấy được bốn sự thật, có nghĩa là ngộ đạo. Khi ngộ đạo một cái là vị đó cắt đứt được các cái ác nghiệp ấy. Nếu như cái vị đó không gặp Phật thì vị đó sẽ phải đọa vào địa ngục một thời gian rất dài, hết địa ngục thì nên làm súc sinh, làm ngạ quỷ rất là lâu nữa thì mình mới thoát được. Nhưng mà rất may mắn vị đó gặp được Đức Phật, và nhờ cái ba la mật đã từng tu tập trong quá khứ nên vị đó đắc đạo ngay ở trong kiếp hiện tại. Cho nên tất cả những cái ác nghiệp mà vị đó đã tạo trong quá khứ đoạn trừ hết. Tại sao ác nghiệp ở trong quá khứ nó lại đoạn trừ? Bởi vì những cái ác nghiệp nó đi với phiền não. Nếu mà cắt được phiền não thì những cái ác nghiệp ấy nó cắt, nó bị đứt. Thì khi nào mình khởi lên phiền não thì cái ác nghiệp nó mới có cái cơ hội nó trổ quả. Còn nếu một cái người mình không khởi lên phiền não thì ác nghiệp không trổ quả. Ví dụ như là cái lúc mình lâm chung ấy. Nếu như mình không khởi lên tâm tham, sân si thì mình sẽ không đọa vào ngã quỷ súc sinh, địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nhưng mà đến cái tâm cận tử ấy, mình mà khởi lên tham sân si thì chắc chắn phải đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nhưng cái người ngộ đạo này có cắt được cái tâm tham sân si rồi, nó không khởi lên được nữa, thì làm sao cái ác nghiệp còn có cơ hội để mà trổ quả nữa. Vậy thì cái người nào cứ khởi lên phiền não nhiều thì cái người đấy sẽ gặp rất nhiều quả báo khổ đau. Người nào mà ít phiền não thì người đó sẽ ít cái quả báo phiền não khổ đau. Kể cả trong cuộc sống hiện tại này, mình cứ khởi lên tham sân si nhiều, mình đi đâu cũng gặp ác nghiệp. Bây giờ mình khởi lên tâm sân, mình đi ra đường luôn, ai người ta nhìn thấy mình, người ta có muốn hoan hỉ không? Muốn một cái gì đó mà bây giờ mình muốn đi gặp ai hay muốn làm cái gì đó, nhưng mà trong lòng mình đầy sân hận, mình nói ra cái gì cũng nhe răng trợn mắt, nên chỉ muốn tươi nước sống người ta, người ta sẽ chạy hết. Không thì mình làm cái gì cũng thất bại, không làm được cái gì, và luôn luôn mà mình lại gặp luôn một cái người có tâm sân nữa, đánh cho tơi bời luôn. Sân mà gặp sân là sẽ đánh nhau luôn. Mà mình mà có cái tâm tham đấy, có cái tánh tham vậy, thì mình cũng sẽ luôn gặp những cái quả báo về
khổ đau, có tham sân si sẽ có quả báo khổ đau đi kèm theo. Nhưng mà bây giờ mình cứ ít tham sân si đi một tí, lúc nào mình cũng vui vẻ, lúc nào mình cũng an nhiên tự tại, thì lúc đấy mình sẽ thấy mình gặp rất nhiều những cái điều may mắn, gặp rất nhiều những cái điều vui vẻ trong cuộc sống này. Thế thì cái bậc mà ngộ đạo, tại sao sẽ không bị cái quả báo của cái ác nghiệp đã tạo trước đấy nữa? Bởi vì bị nó đoạn trừ được phiền não. Thì những cái ác nghiệp nó đi theo phiền não, mà phiền não đã đoạn rồi thì ác nghiệp không thể trục vào được. Cho nên là cái bậc ngộ đạo rồi thì vĩnh viễn không đọa vào ác đạo. Chỉ nếu như vì đó là một bậc tự niu, còn có thể tái sinh tới 7 kiếp ở trong tương lai nữa, nhưng trong suốt 7 kiếp đấy vị đó không bao giờ đọa ác đạo, bởi vì những cái phiền não thô đã được cắt đứt, những phiền não đã được diệt trừ thì vĩnh viễn không sinh trở lại. Những cái phiền não nào mà đã được diệt trừ rồi thì nó không bao giờ trở lại. Đấy là cái người mà chi kiến được tứ thánh đế thì nó thế. Như là bình thường bây giờ mình bảo lâu lắm rồi tôi chẳng có tức giận với ai. Nhưng nếu như là một người chưa có ngộ đạo thì mình có thể trong một thời gian, một ngày, một tháng, thậm chí một năm, 10 năm, 20 năm mình không khởi lên tâm sân, có thể làm được. Nhưng mà cái tâm sân tùy biên nó vẫn còn ở trong đấy, đến một lúc nào đó nó sẽ khởi lên. Ví dụ như là một cái người, một cái vị mà bị đó sinh về cõi phạm thiên giới, vị đó có thể sống 500 đại kiếp ở trên đấy, trong suốt 500 đại kiếp đấy tâm sân không hề khởi lên. Nhưng mà khi mà bị nó sinh trở lại nằm người một cái, tâm sân lại khởi lên, tức là nó có thể ngủ ngầm trong một thời gian dài. Thì nhưng mà đến lúc mà nó gặp cơ hội nó vẫn trỗi dậy, kể cả tâm tham ái, tâm tham, tâm sân, tâm si nó đều có thể nó ở trong cái trạng thái ngủ ngầm. Nhưng mà đến lúc mà nó gặp cái điều kiện nó vẫn có thể khởi lên, giống như là vị Bồ Tát trong một cái kiếp quá khứ sinh là một cái con công. Cái con công này rất là đẹp, vì nó lìa đạn đi sống một mình ở một cái nơi khác, trong suốt 700 năm thì nó không hề khởi lên cái tâm tham dục. Nên lúc cái người thợ săn ấy, nó tìm cách nó bắt, nhưng mà nó không thất tài nào nó bắt được, vì cái vị này có cái tâm tỉnh giác rất là cao, có cái thần chú hộ thân. Nhưng mà về sau cái người thợ săn này mới biết nó rất là như may, nó tìm một con công cái đến hát. Nó làm được công cái múa hát thì cái vị này khởi lên cái tâm tham dục, cái nó mất cái thần chú hộ thân, nó bắt sống được luôn. Thì cái tâm tham và tâm sân, tâm si nó đều có ở trong trạng thái ngủ ngầm được. Và có thể ngủ ngầm trong một thời gian rất dài, có thể hàng trăm năm, hàng nghìn năm. Với một cái bậc chưa kiến đạo thì là nó sẽ một lúc nào đó nó khởi sinh trở lại. Cho nên là một cái lúc nào đó mình thiếu cái sự đề phòng, thiếu cái sự phòng hộ một cái, là những cái phiền não nó sẽ khởi lên. Nhưng đối với một cái người mà đã giác ngộ tứ thánh đế thì những cái tâm nào, phiền não nào đã được đoạn trừ thì được đoạn trừ tuyệt đối, được đoạn trừ vĩnh viễn, không bao giờ nó sinh trở lại nữa. Thì cái kết quả của cái mà thấy được tứ thánh đế nó sẽ cao thượng như vậy, nó mới đoạn trừ được vĩnh viễn được tham sân si được. Vì đó thể nhập với chánh trí, tà kiến không bao giờ sinh khởi nữa. Cho dù cái người mà đã giác ngộ được bốn sự thật rồi này, sau đó vị đó có thể học những cái pháp, nhưng mình có thể nghe đó ai thuyết phục những cái điều sai trái không bao giờ mình tiếp thu, vì đó thể nhập với chánh trí đó. Ai bây giờ ai cái người đó mà đã giác ngộ rồi, sau đó dù ai có dụ dỗ, hay là dù ai có dùng những cái lời lẽ thuyết phục, dù ai có dùng cái tà pháp để thuyết phục mình bằng mọi cách, thì không bao giờ khởi lên cái niềm tin vào tà pháp. Tức là vị đó hoàn toàn vô nhiễm đối với lại tà pháp. Vị đó có thể tái sinh sang một kiếp sống sau, vị đó có thể tái sinh đến một cái vùng mà biên địa, hay là tái sinh đến một cái vùng mà những cái người đấy toàn là những cái người vô minh, tham ái, tà kiến, thì cái vị đó vẫn không tà kiến. Bởi vì cái vị đó tuyệt đối không bao giờ còn bị nhiễm những cái tà pháp, hay là nhiễm những cái mê pháp mê tín ở thế gian nữa. Vị đó hoàn toàn vô nhiễm như vậy. Đấy là do vị đó giác ngộ tứ thánh đế, tà kiến không bao giờ nó sinh lên. Vị đấy không bao giờ cố ý tạo ác nghiệp. Một cái người
vị đó giác ngộ được bốn sự thật rồi thì hết, không bao giờ cố ý tạo ác nghiệp, nhưng nó vẫn có thể vô ý tạo ác nghiệp thì có, nhưng mà cố ý thì không bao giờ có. Tâm không bao giờ bị dao động với ngoại cảnh, tâm không dao động nữa. Và vị đó có thể đến vị ngọt của thánh quả giải thoát, tức là vị đó có thể an trú ở trong cái thiền siêu thế, có thể an trú ở cái tâm siêu thế, cái tâm tâm quả, lấy niết bàn làm đối tượng, vị đó có thể hưởng cái sự an lạc của niết bàn. Vị đó thì tác ý đến cái sự vô thường khổ vô ngã trên trên danh sắc, vị đó thấy cái tính diệt tận của danh sắc, và là vị đó an trú. Nên là vị đó có thể nhập vào những cái tầng thiền siêu thế và an trú ở đây, an trú ở cái trạng thái giải thoát tạm thời đấy được. Thế là niết bàn đấy, là chi kiến tứ thánh đế, và cái phước này là thực chứng được niết bàn. Thực chứng được niết bàn là một cái phước này nữa, phước này cao thượng. Niết bàn là trạng thái diệt nặng nề, yên ổn và bất động. Niết bàn là sự chấm dứt các phiền não tham sân si. Niết bàn là cái trạng thái giải thoát tuyệt đối khỏi cái dòng luân hồi khổ đau sinh tử. Và niết bàn là chân thường không sinh không diệt, niết bàn là chân nào không khổ đau, niết bàn là chân tịnh không ô nhiễm. Thì cái người nào mà chứng đắc được niết bàn thì là cái người đấy sẽ đạt được những cái trạng thái như vậy, những cái trạng thái an ổn bất động, chấm dứt tham sân si, chấm dứt phiền não khổ đau. Thì cái người mà giác ngộ được tứ thánh đế thì cái người đấy cũng chứng niết bàn. Cái người thực chứng niết bàn là người giác ngộ tứ thánh đế. Bây giờ muốn thực chứng được niết bàn thì vị đó phải tuần tự giác ngộ bốn sự thật, thì trong đó diệt đế chính là niết bàn. Cái thánh đế thứ ba, diệt đế chính là niết bàn. Người nào thấy diệt đế là người đó chứng niết bàn, và người đó cũng là người thấy niết bàn. Thì thấy được niết bàn, thế nào để thực chứng được niết bàn, làm cách nào để mình có thể chứng đắc được niết bàn này? Niết bàn chỉ có thể được chứng đắc bởi những người đã thấy được bốn sự thật. Và người thực hành, người thực chứng niết bàn là người thể nhập với trí tuệ giác ngộ, thấy được sự diệt tận của danh sắc bằng tuệ quán vô thường của vô ngã. Người thực chứng niết bàn là người đã viên mãn về giới định tuệ. Người chứng niết bàn là người đầy đủ các công đức ba la mật. Người chứng niết bàn là người đoạn trừ phiền não khổ đau, và người chứng niết bàn là một bậc thánh nhân giải thoát sinh tử. Thì đấy là một cái bậc thực chứng niết bàn. Và làm thế nào để có thể chứng được niết bàn? Muốn thực chứng niết bàn thì phải chuyên tâm thực hành thiền tuệ. Thiền tuệ sẽ đi đến, sẽ đưa đến cái sự giác ngộ, cái sự vô thường khổ vô ngã, và thực chứng được niết bàn. Thứ nhất là có người với cái quán về vô thường để mình chứng được niết bàn. Vì một chứng được niết bàn để mà phải thấy được cái tính vô thường, tức là thấy được cái sự sinh lên và diệt đi liên tục, cái gì có cái sinh lên thì phải có diệt đi. Thì cái người đấy sẽ là một cái người giác ngộ và có thể chứng đắc niết bàn. Ví dụ như là ngài Xá Lợi Phất, khi mà ngài gặp ngài tôn giả Asachi, mà là một trong 55 kiểu Trần Như, là một trong số 55 kiểu Trần Như ấy. Thế thì ngài Xá Lợi Phất với ngài chưa đi xuất gia, ngài còn là một cư sĩ này, là ngài hỏi thưa ngài, ngài tu pháp gì? Thì lúc đấy cái tôn giả đó nói là ta mới xuất gia nên ta chưa có hiểu nhiều về giáo pháp, nhưng thầy của ta là bậc đạo sư có dạy rằng là cái gì có sinh thì cái đấy có diệt, và những cái pháp thì cho nhân duyên sinh thì cho nhân duyên diệt đi. Chỉ nghe mỗi hai câu đấy thôi mà ngài Xá Lợi Phất chứng được niết bàn luôn, chứng đắc niết bàn ngay tại chỗ. Nghe mỗi hai câu, cái pháp gì do nhân duyên sinh lên thì cái pháp ấy do nhân duyên diệt đi. Vậy thì có nghĩa là cái gì? Lúc đấy là ngài Xá Lợi Phất hiểu ra được cái tính vô thường của các pháp, tất cả cái gì nó có sinh thì sẽ có diệt. Vậy thì một cái người mà tuệ chi được cái tính sinh diệt, phải thấy tất cả những cái gì hiện hữu ở trước mắt mình, thì nó không phải là nó đã hiện hữu, mà nó có cái tự sinh lên, tức là mình phải có cái sự tạo tác để nó sinh lên. Rồi cái sinh đấy nó không có tồn tại mãi, nó sẽ diệt đi. Cái gì mình có thể nghe được bằng tai, có thể ngửi bằng mũi, có thể đếm bằng lưỡi, có thể đụng chạm bằng thân, hay là có thể suy tư bằng ý của mình, thì những cái đấy nó đều có cái tính sinh và diệt, có cái trạng thái sinh lên và trạng thái diệt đi.
hiểu được như thế, giác ngộ được như thế, thể nhập được với cái trí đấy, thì cái người đấy sẽ giác ngộ và chứng niết bàn. Nếu như mình không có giác ngộ được như thế thì mình phải thấy được cái gì nó có sự sụp đổ, cái gì có sự hình thành thì sẽ có ngày nó bị hoại diệt, có cái sự sụp đổ, hay là mọi thứ nó đều có tính dao động, tức là không có cái gì nó đứng yên mà nó luôn luôn dao động. Thế mình thấy cái nhà này nó có đứng yên không? Mình thấy bằng mắt thì nó đứng yên, nhưng mà thấy bằng trí là nó không đứng yên. Nếu bây giờ cái người nào có trí tuệ ấy, mình sẽ quán chiếu, mình sẽ thấy nó luôn luôn có cái trạng thái là nó dao động, nó sinh diệt. Nhưng mà mình nhìn bằng mắt thì cái nhà này đẹp nhỉ, nhưng mà 10 năm nữa nhìn nó còn đẹp đâu. 10 năm nữa nhìn bắt đầu nó mục mục, bắt đầu tường bắt đầu nó rơi rã tàn tã rồi. 20, 30 năm nữa rồi bắt đầu nó sẽ dỉ hết rồi, xét rồi, mục rồi, rồi là mối mọt sinh ra rồi. Nhưng mà có phải là 10, 20 năm nữa nó mới mục không? Mà nó đang mục dần dần này, lúc nào nó đang hoại diệt dần dần. Đấy, mình nhìn vào cái thân mình cũng thế thôi, nó đang hoại diệt dần dần này. Nhưng mà mình không có thấy, mình cứ tưởng là nó còn mãi. Mỗi ngày nó đang hoại diệt một tí, ở trong này bao nhiêu sâu bọ, bao nhiêu virus nó đang ăn dần thì mình không biết. Mình cứ tưởng còn lâu mới chết thôi, nhưng mà đang chết dần, chết mòn. Thế thì mình cứ thấy được cái tính đấy, nó là cái tính dao động, phá hủy, các pháp môn bị phá hủy. Nó đang hủy hoại dần dần ấy. Cái gì nó cũng đang bị hủy hoại. Thì mình thấy được cái tính hủy hoại đấy là mình giác ngộ, hay là nó không ổn định. Không có cái gì nó ổn định cả, không có tam giới này, không có cái chỗ nào yên. Mình sống ở đâu cũng không yên, mà tôi làm một cái nhà rất là chắc chắn, kiên cố, vững vàng để sống ở đấy cho nó yên ổn, có cái nương tựa, nhưng mà không có. Sống ở đâu cũng không yên, giống như mình đang sống trong ngôi nhà cháy, bốn bề lửa đang bốc cháy, bây giờ chạy đi đâu cho thoát, nửa già, nửa bệnh, nửa chết ấy. Bốn cái ngọn núi sinh già bệnh chết ấy. Bốn ngọn núi nửa sinh già bệnh chết, nó cứ từng ngày từng giờ nó đang nghiền nát. Nhưng mà cái người bọn trẻ con này nó không biết, nó cứ nhẩn nhơ nó chơi. Những người mà lớn thì biết, bọn chạy. Rồi bây giờ bảo các con ơi, nhà cháy rồi chạy ra đi, mà nó không có chạy, đến khi nào mà nó có trí tuệ, nó nhìn thấy lửa cháy rồi thì nó mới chạy. Như vậy Đức Phật là bậc giác ngộ, thấy được cái sự sinh diệt là nó đang liên tục đốt cháy ở trong người. Cho nên là Đức Phật mới bảo là giải thoát đi, hãy giải thoát nhanh, có lẽ không kịp. Nhưng mà cái chúng sinh si mê thì không có nghe theo, cứ nhẩn nhơ chơi với năm dục, bởi vì có nhiều cái trò chơi ở thế gian, nó có nhiều cái trò chơi hấp dẫn, sắc thanh hương vị xúc là những cái trò chơi hấp dẫn ở thế gian, mà chúng sinh cứ mải mê tham đắm nó, không có chịu thoát ra khỏi, không có chịu giải thoát. Nên là Đức Phật mới phải dùng nhiều cái phương pháp để mà giác ngộ chúng sinh. Thì có nhiều cái cách quán chiếu như thế, nó luôn luôn không ổn định, nó luôn luôn biến đổi, nó không vững chắc, không có cái gì là vững chắc cả. Thế là những cái hiểu về vô thường, cái gì nó cũng phải hoại diệt, cái gì nó cũng phải chết, cái gì nó cũng luôn vận hành tạo ra. Thế là bản chất của tất cả các pháp là không tồn tại, luôn biến diệt như vậy. Người nào tuệ chi được điều đó thì người đó sẽ giác ngộ và chứng đắc niết bàn. Nếu mình quán thế này không chứng đắc niết bàn thì lại quán bằng cách khổ, 20 năm cách quán về khổ để đi đến chứng niết bàn. Tất cả mọi thứ là khổ. Khổ là do sự bức bách của sinh diệt, đau đớn, hoặc là khổ là do bệnh tật, không thân này thì phải có bệnh. Khổ là do mất mát, như là mình mất mát người thân, hay là mất mát tài sản, mất mát những cái gì mình quý báu, thì lúc đấy là khổ. Nhưng mà lúc nào mình cũng đang mất mát. Một năm trôi qua này, hỏi một năm trôi qua rồi mình được thêm một tuổi hay là mất đi một tuổi? Mình luôn luôn đang mất mát, cứ mỗi một ngày là mình đang tiến đến cái chết. Mình thì luôn luôn có cái sự mất mát như thế, mà mình lại không có tiếc, không có sợ, không có sợ thời gian năm tháng trôi qua, mà lại sợ mất mát người thân. Người ta chết thì người ta đi một cái kiếp sống khác, giống như con rắn lột da, nó có da mới, nó đẹp hơn. Có gì đâu mà phải than cái khóc.
cứ phải lo lắng mất mát ung nhọt, khổ là ung nhọt. Ung nhọt có nghĩa là ở trong mình nó là mầm mống, mình đang chất chứa ở trong mình rất nhiều những cái, những cái nguy hại, những cái, những cái thân tứ đại này, nó rất nhiều những cái ô trược, những cái uế trược là gai nhọn, giống như là bị gai nhọn nó đâm trong cái thân này, nó là ổ dịch. Trong này nó đầy run sâu, trong cái thân này nó là mầm, nó chứa đựng đầy những cái tai họa, chứa đựng những cái hiểm nguy, những sự kinh hoàng, những hiểm họa, những cái mà mình không thể bảo vệ, không thể nương tựa, không thể ẩn náu, không, nó là xác nhân, là cội gốc của khổ đau, là tệ nạn, là phiền não, là chết chóc, nó sinh già bệnh chết sầu bi khổ ưu não tuyệt vọng nhiễm mô. Thì đấy là cái, những cái cách quán về khổ như vậy để mình giác ngộ ra là nó có cái sinh, là nó phải có cái sự khổ như thế. Quán theo 25 cách như này để chứng được niết bàn, hoặc là không nữa thì phải quán về vô ngã, không có ta, hay là cái thân này là trống rỗng, thân này là xa lạ, là rỗng không, là hư vô. Quán chiếu theo 5 cách này nữa cũng là một cái cách để thực chứng được niết bàn. Thế nên những cái cách quán chiếu, những cái cách tu luyện về cái trí tuệ, quán chiếu của mình, quán là quán trên thân năm uẩn mình, mà mình hiểu ra được các sự thật thì sẽ chứng niết bàn. Thực chứng niết bàn thì được những phước lành cao thượng như thể nhập được chánh trí giải thoát, diệt trừ phiền não tham sân si, đóng chặt cửa ác đạo, an trú trong thiền quả siêu thế dư niết bàn và tiến gần đến đại bát niết bàn vô y. Là cái người đó hiện tại thì là khi chứng được niết bàn thì gọi là niết bàn hữu dư y. Hữu dư là mình vẫn còn thân năm uẩn này. Và đến khi nào mình tan rã thân năm uẩn thì đại bát niết bàn vô dư y. Tức là lúc đấy mình sẽ nhập niết bàn tịch diệt, giống như Đức Phật nhập niết bàn và chấm dứt dòng tái sinh, không còn tái sinh ở cái cõi nào nữa. Đến cái đoạn cuối cùng này, xúc chạm pháp thế gian, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phước lành vô thượng, là phước lành tối thượng. Đây là một cái phước lành nữa. Xúc chạm pháp thế gian là cái gì? Tức là sáu căn mắt tai mũi lưỡi của mình nó tiếp xúc với sáu trần là sắc thanh hương vị xúc, mà tâm không động không sầu. Không động có nghĩa là thấy cảnh đẹp mình không ưa thích, sầu là thấy cảnh xấu mình không chán ghét. Đấy là tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm. Tự tại là không vui không buồn, vô nhiễm là không yêu không ghét. Đó là phước lành vô thượng. Thì ai là cái người mà mình có thể không động không sầu, không yêu không ghét, không vui không buồn đối với các cảnh trần? Thì chỉ có những bậc mà đã chứng đắc được niết bàn rồi thì mới có được cái tâm tự tại. Còn phàm nhân thì làm sao mà tự tại được? Phước lành của tâm bất động khi xúc chạm pháp thế gian, sáu căn tiếp xúc với sáu trần, mà tâm không bị dao động. Không động có nghĩa là một cái trí tuệ sáng suốt, mình tiếp xúc với các pháp luôn có chánh niệm chỉ giác nên không bị các pháp cả tạm ở thế gian mê hoặc. Khi gặp cảnh trần khả ái hấp dẫn, liên hệ đến dục tham bị ấy, quan sát dục vui ít khổ nhiều, não nhiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn, nên tâm không bị dục tham làm cho dao động. Thì tâm không động là thế, tâm tự tại bất động. Mà tự tại bất động trước được giống như là một cái cây cổ thụ nào đấy, nó vững chắc, có một cơn cuồng phong thổi qua. Thì những cái cây nào mà cái rễ của nó mà yếu ớt thì nó đánh bật gốc này, như trải qua một cái cơn bão tố. Cái cây nào nó là một cái cây cổ thụ vững chắc thì nó không bị đổ, còn cái cây nào mà yếu ớt thì sẽ bị bẻ gãy hoặc là bị đổ hoặc là bị đánh bật gốc rễ này. Thì cái người mà tự tại, cái người mà có cái tâm không động là thế. Như cái ngôi nhà nào mà vững chắc thì nó bất động, gió thổi mấy nó không đổ. Ngôi nhà nào yếu thì gió thổi một cái nó bay. Thì cái tâm của cái người nào vững chắc
thì bị những cái cảnh ở thế gian nó không làm cho lay động được, tức là cái cảnh trần nó đập vào sáu cửa, mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhưng cái tâm vững chắc vẫn vững vàng không bị dao động. Còn cái tâm mà yếu ớt thì gió thổi một cái là đổ ngay, chiêu ngay. Bây giờ ai người ta đến người ta nói mình, người ta nói khen mình một cái mình chiêu nằm ngay, thì đấy là tâm yếu ớt. Người ta chê một cái là nổi khùng lên ngay, thì đấy là bị động, tâm bị động. Còn cái tâm bất động là vậy, khen chê không bị động, yêu ghét không bị động, tự tại vững vàng trước cái sự khen chê yêu ghét, được mất hơn thua. Nói chung là có 8 pháp ở thế gian, 8. Nếu một cái người nào mình muốn thử cái tâm mình xem là nó bất động chưa ấy, thì mình thử trước 8 cái gió này. Đấy là cái 8 cái gió thế gian, không bị 8 gió thế gian làm cho lay động. Đó là nợ, được nợ. Mình còn tham nợ không? Hay là bây giờ ai đó người ta đến người ta rủ mình làm cái này có lợi ích lắm. Lợi ích cái gì? Đi buôn ma túy được nhiều tiền lắm. Hay là bây giờ đi buôn lậu cái gì đó được nhiều lắm. Trốn thuế hay là dân trộm cái gì đó được nhiều lắm. Thì đấy là nợ. Người ta đến rủ rê những cái nợ bất tránh, mình không bị động. Đấy là tâm bất động. Hay là nợ, mình được nợ mà mình không hoan hỉ, không ngã mạn, không thích thú. Suy là mất nợ. Khi mình bị mất một cái mối nợ nào đấy mà mình không buồn sầu, không luyến tiếc. Dự là được chức, bây giờ được thăng chức thì tổ chức ăn mừng sung sướng, đốt pháo hoa. Thì đấy có nghĩa là mình bị động. Khi mà được chức thì sung sướng chúc mừng, mất chức thì là sầu bi ưu não. Sưng là được khen, cơ là bị chê, nạn là được vui, khổ là mất vui. Thì đấy là 8 cái gió thế gian. Nếu mà một cái người một cái tâm yếu ớt thì bị dao động 18 cái gió thế gian. Một cái tâm vững chắc thì không bị dao động 18 cái gió thế gian thì được mất hơn thua, em chỉ yêu ghét. Tất cả những cái điều này đều là giả tạo. Cho nên là mình không tham đắm cũng không sợ hãi thì được gọi là tâm không động. Tâm không động thì được những phước này, như là không bị dục tham chi phối, không chạy theo ngoại cảnh, không lo tích chữ, không phải lo giữ gìn mà sống an vui tự tại. Người tâm bất động, tâm không sầu. Tâm không động mà không sầu là khi tiếp xúc với các pháp thế gian, dù gặp cảnh không ưa thích, mình cũng không sân hận, không sầu bi im não. Khi bị tổn hại mất mát, những thứ có giá trị như tài sản, người thân, sức khỏe, công danh, địa vị, vị ấy, tuệ chi, những thứ ấy thì là hoa bi vô thường đạt đạt, do nhân duyên sinh, do duyên diệt. Vị ấy với tâm cầu hữu với từ khoảng đại vô biên hoa không sân. Cho nên là không sân hận, không sầu bi với ai ở đời. Khi cái tâm không có sầu, không sầu ví dụ như là mình mất mát một cái gì đó, mình không có buồn phiền, không đạt được một cái điều mình mong cầu. Cái người nào có cái tâm không sầu như thế, không có sầu bi, không buồn phiền gì hết. Sầu có nghĩa là yêu não buồn phiền, mình không buồn phiền có nghĩa là không sầu. Không sầu thì được phước lành, như là không bị sầu chi phối, trong an vui tự tại, nét mặt hiền hòa, được người trời quý kính hộ trì, không bị ai đó ác ý làm hại mình. Khi mệnh chung thì không tán loạn, mà nếu chưa giải thoát thì cũng nên sinh một cái cõi này. Đó là cái tâm mình không có sầu. Còn tâm tự tại, phương này của tâm tự tại. Tâm tự tại là không sợ hãi với những cái đáng sợ hãi do vô minh tham ái chịu sinh đây. Đấy, tâm tự tại có nghĩa là mình không sợ hãi. Cái người không tự tại thì lúc nào cũng no no sợ sợ. Mấy người tự tại thì không có sợ, không sợ già vì chắc chắn già sẽ đến. Còn cái người nào sợ già thì lúc nào cũng phải cố gắng phải làm sao cho nó trẻ mãi được. Không sợ bệnh vì thân có thân thì phải có bệnh. Không sợ chết vì đã có sinh thì phải có chết. Không sợ xấu vì sự thật làm cái thân này nó rất là xấu.
Không sợ mất mát vì mọi thứ đều sẽ phải mất mát, không có gì là không mất mát cả. Thì đấy là những cái mà tâm mà tự tại, nó không có sợ cái gì hết, không có gì đáng để mình sợ cả. Còn cái người không tự tại thì có rất nhiều cái để sợ, nó nắng cái này, sợ hãi cái kia, sợ đủ thứ, sợ người trên, sợ người dưới, sợ bên trong, sợ bên ngoài, sợ được, sợ mất, quá nhiều cái để sợ. Người tự tại nó không có sợ hãi. Làm thế nào để đạt được tâm tự tại không sợ hãi? Có thể là nhờ nghe pháp hiểu ra các sự thật nên tự tại, nhờ có định lực chế ngự được các phiền não nên tâm nó tự tại, và nhờ trí tuệ thấy rõ được các sự thật cho nên là tâm tự tại. Đấy gọi là tâm tự tại không sợ hãi. Tâm tự tại thì được những phiền não, được những cái phước lành cao thượng như là an vui tự tại, không bị dao động trước mọi hoàn cảnh cuộc sống, và sống ở đâu cũng tự tại vô ngại. Tự tại thì ở đâu cũng không có ngại gì hết, sống ở đâu cũng được. Người tự tại này người ta không có lo lắng không sợ hãi gì, cho nên là rất là dễ sống, làm gì cũng được, sống ở đâu cũng được, môi trường nào cũng tự tại, cũng an nhiên hết. Phước này nghĩa là vô nhiễm, phước này cuối cùng là vô nhiễm. Vô nhiễm là cái tâm thanh tịnh, không đắm nhiễm dục trần, vì ấy ni dục ni ác bất thiện pháp chứng an trú sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Người mà chứng được các tầng thiền thì người đấy sẽ không còn bị nhiễm với trần cảnh nữa, đó là tự tại vô nhiễm. Nên làm thế nào để mà đạt được tâm vô nhiễm? Tùy mức độ mà đạt được tâm vô nhiễm này, nhờ tu thúc luôn chánh niệm tỉnh giác, khi tiếp xúc với các cảnh trần thì mình vô nhiễm. Thế bây giờ mình càng có cái nhiều cái tiếp xúc thì nó cái tâm nó ô nhiễm nhiều. Ví dụ như mình hay xem những cái cảnh khả ái hấp dẫn liên hệ đến dục thì tâm sẽ ô nhiễm vì dục. Hay là mình hay thân cận với những người người ta hay nói tục nói bậy, hay là hay nhậu nhẹt, hay là làm những chuyện xấu xa, mình sẽ bắt chước cái người đấy và mình sẽ trở thành bị ô nhiễm. Mình thân cận với môi trường ô nhiễm thì mình sẽ ô nhiễm, tránh xa môi trường ô nhiễm thì mình sẽ thanh tịnh. Cho nên là muốn thanh tịnh thì thứ nhất là mình đến với môi trường thanh tịnh mà sống, tránh xa môi trường ô nhiễm này. Mô nhiễm nhờ đấy là cái sự thu thúc là vậy. Vô nhiễm nhờ nhất tâm chuyên tâm an trú trong đề mục thiền, và vô nhiễm nhờ trí tuệ là do tuệ chi các pháp là vô thường khổ vô ngã, nên không đắm nhiễm chẳng cảnh đến vô nhiễm được. Tâm vô nhiễm thì được những phước lành cao thượng như là không bị tham chi phối, không bị sân chi phối, không bị chi chi phối, không bị sầu bị ưu não chi phối, luôn giữ vững chánh niệm, dễ chứng thiền định, dễ chứng hành thiền tuệ và dễ chứng được niết bàn. Thì đấy là tâm vô nhiễm. Đấy là cái hết cái bài kinh phước này. Nói tóm lại kinh phước này dạy 38 điều phước này. Nếu mình thực hành được 38 điều phước này này thì mình sẽ an nhiên tự tại. Phước này thứ nhất là tránh xa người ngu. Đừng có chơi người ngu, nhưng mà ngu mình thương hại nó, nhưng mà chơi nó là mình cũng bị ngu. Thân cận người trí và kính lễ những bậc đáng lễ. Mình phải có những phải thân cận những người trí và phải kính lễ những cái bậc người ta cao thượng hơn này, là kính lễ bậc đáng lễ ở nơi thích hợp, mình ở cái nơi thích hợp và nương vào cái nghiệp quá khứ, công đức quá khứ đã làm, giữ gìn cái bản thân của mình đừng có sa ngã, học nhiều hành giỏi, giữ giới luật, nói lời lợi ích, phụng dưỡng cha mẹ, thái độ vợ con, và là phải làm những việc cần làm, và bố thí hành thiền, hành việc thiện, hộ độ thân quyến, giúp đỡ người thân, hành động không có tội lỗi, bỏ việc ác, tránh những cái việc ác, kiêng các chất say, nỗ lực làm việc thiện. Phước là cung kính, khiêm nhường, trí túc, tri ân, nghe pháp, cam nhẫn, nhu thuận, tiếp kiến sa môn, đàm luận giáo pháp, tận tâm, hành phạm hạnh, chi kiến tứ thanh đế, thực chứng niết bàn, tâm không động, không sầu, tự tại vô nhiễm. Đấy là 38 phước này trong bài kinh phước này nhé. Và kết luận là những sở hành như vậy bất bại ở mọi nơi, mọi người đến các tưởng đây phước này cao thượng. Nếu làm được 38 điều phước này đấy thì ở đâu cũng thành công, không ở đâu bị thất bại hết, sống ở đâu cũng được, đi đến đâu cũng gặp những cái điều an vui, mới gặp những điều cát tường. Đấy là những phước lành vô thượng. Làm được 38 việc đấy thì sẽ không phải đi cúng đi cầu, không phải lo về năm sung năm hạ năm tuổi năm tác, không phải lo về sao xấu sao tốt gì hết, phải cầu xin phải cầu an của biết gì hết, không phải tế lễ đền này cửa kia hết,
Đấy là Đức Phật dạy như vậy. Thế là hết bài kinh phương này nhé. Buổi sau học bài kinh khác, đọc bài kinh Châu Báu. Hồi hướng ha. Thì giờ về cùng nhờ Tạ Sao Phật và Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.